Dạ là ở quê thì ba mẹ không có, nói chung là không có nghề nghiệp ổn định, nay đây mai đó, và phải nuôi ba đứa đi học nữa, nên nói chung là cũng khó khăn, là tìm muốn đi học nhiều thứ mà nói chung là không có tiền đi học gì. Thấy trẻ em cơ nhỡ có hoàn cảnh khó khăn mà không được ba mẹ cho đi học, mà không được ba mẹ cho đi học, em có ý tưởng này là em sẽ mở lớp học tình thương khoảng 5 tới 7 đứa thôi, để nói chung số ít thì dễ kiểm soát hơn, dễ đánh giá được năng lực học tập của mỗi thành viên trong lớp đó. Rồi em sẽ dạy học rồi đánh giá cái chất lượng mỗi mỗi tuần thông qua những bài kiểm tra hay là cái bài nói chuyện qua lại, rồi phần thưởng trong những ai học 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 giỏi thì có thể là sách vở hay là dụng cụ học tập. Rồi kết thúc khóa học đó thì em sẽ yêu cầu mỗi thành viên trong lớp đó giúp thêm 2 người nữa, cứ mỗi người giúp thêm 2 người nữa, rồi sau này cũng hai của người đó cũng sẽ giúp thêm 2 người nữa, thì sau này thì cấp số nhà dạ sẽ nhân rộng ra thì nhiều người sẽ được giúp đỡ hơn. em như muốn mở Lấy nghi mình muốn cộng đồng hãy giúp đỡ mọi người để mọi người đều được tiếp cận với nền giáo dục. Tôi giơ tay vì nền giáo dục.